Hello, xin chào anh em, là mình admin Hoàng Sơn của kênh Máy Ảnh Quốc Nội đây. Nếu như trong mùa hè này anh em đang có những cái dự định mình đi chơi, mình đi du lịch và mình muốn gọi là mình chụp những bức ảnh lưu niệm với chất lượng cao nhất này, mình muốn chụp chân dung cho các thành viên trong gia đình, những người yêu thương nhất này với những cái chất lượng hình ảnh nó thật là tốt, những cái bức chân dung thật là ấn tượng. Tuy nhiên, mình rất là quan tâm những cái dòng máy ảnh cao cấp nhưng mà kinh phí của các bạn, các anh em đang không cho phép mình chọn những cái dòng máy mới, những dòng máy cao cấp mới ra mắt. Thì với những cái kinh phí nó không quá là cao, liệu mình có thể lựa chọn các dòng máy nó tốt hay không? Mình xin trả lời các em là hoàn toàn có. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 3 dòng máy có giá thành rất phải chăng, hoàn toàn có thể giúp anh em có được những chất lượng hình ảnh thật là tốt này, cho trải nghiệm rất là cao cấp và rất là sướng này, để anh em có thể lựa chọn trong mùa hè này nha. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu cho anh em một chiếc máy mà đã cực kỳ nổi tiếng rồi. Đây là chiếc Canon 60D, một cái dòng máy mà có thể nói là nó gần như là bất cứ ai mà đã từng gọi là chơi nhiếp ảnh, chơi máy ảnh, đã từng tiếp xúc với máy ảnh thì cũng đã từng nghe qua tên chiếc 60D này. Mình xin có một cái câu chuyện mình xin kể anh em là khoảng tầm 10 năm trước, khi mà mình mới bắt đầu biết đến nhiếp ảnh, biết đến máy ảnh ấy, thì chiếc máy đầu tiên mình biết đến chính là chiếc Canon 60D này. Đúng, chính xác anh em ạ. Đây chính là chiếc máy ảnh DSLR đầu tiên mà mình biết đến. Chiếc 60D này nó gần như là nó là một cái phần không thể thiếu của cái quãng thời gian sinh viên của mình, bởi vì có rất nhiều anh em, rất nhiều bạn bè của mình đều đã từng sử dụng chiếc 60D này để đi chụp kỷ yếu, đi chụp chơi, đi chụp du lịch trong cái thời kỳ mà mình đi học ấy. Thì có thể nói là chiếc 60D này nó cũng đem lại cho mình rất là nhiều những sự hoài niệm, những cái sự gọi là những cái kỷ niệm nó rất là gắn bó với mình. Và đến tận thời điểm này, khi mà anh em với những ai mà như là sinh viên này, các bạn học sinh này mà có kinh phí nó chưa thực sự nhiều ấy và vẫn đang cần tìm một chiếc máy tốt ấy, mình hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc 60D này làm cái dòng máy mình xin đảm bảo anh em là có sẽ cho anh em một cái trải nghiệm sử dụng nó hoàn toàn không có một cái gì chê trách cả và trong cái chất lượng ảnh cực kỳ tốt luôn. Thế thì chiếc máy này có những điểm gì đặc biệt mà anh em có thể lưu ý? Đầu tiên là nó sẽ cho mình một cái màn hình xoay lật này. Cái màn hình xoay lật này nó rất là tiện luôn với những ai mà đang mới chơi ảnh, đang mới học nhiếp ảnh ấy, mà mình chưa quen lấy góc, mình chưa quen những cái góc ảnh khó mà kiểu cực thấp hay cực cao ấy, hay là góc selfie ấy, hay là nhiều góc khác nhau ấy, mà mình nếu như không có màn hình xoay lật này mình sẽ phải bỏ trườn rất là vất vả. Thế nên khi mà mình chọn cái dòng máy có màn hình xoay lật như chiếc Canon 60D này, nó sẽ cho được anh em một cái trải nghiệm sử dụng rất là sướng. Mình có thể thoải mái mình sáng tác các ảnh khác nhau mà mình không phải lo vấn đề và mình phải leo trèo quá khó khăn làm gì cả, rất là tiện. Một cái điểm thứ hai mình rất thích trên chiếc 60D này đó là nó sẽ cho anh em một cái cảm giác cầm nắm rất là sướng. Một cái chiếc máy mà nó cũng tương đối là không phải là quá to, tuy nhiên nó cho anh em một cái báng cầm nó rất là sâu như này. Khi mình cầm trên tay ấy, cảm giác rất là ôm, nó không bị lọt ngón, không bị hụt ngón tí nào. Mình cầm mình cảm giác không bị mỏi. Và nếu như mà mình di chuyển một thời gian rất là dài và mình cầm máy rất là lâu ấy, thì mình cảm thấy khi mà mình cầm chiếc 60D này nó cảm giác không bị cấn, không bị mỏi. Và mình không cảm thấy mất sức khi mình dùng máy. Một cái điểm thứ ba mình cũng rất thích trên 60D nó là dùng cái dòng pin, đó là dòng pin LPE6 này. Cái dòng pin này nó sẽ cho anh em một cái thời lượng sử dụng rất là tốt luôn. Bởi vì mình chia sẻ một chút, cái dòng pin này nó còn được sử dụng cả trên những dòng máy cực kỳ chuyên nghiệp của Canon cơ. Ví dụ như là các dòng 5D, các dòng 6D, hay thậm chí những dòng máy mới ra mắt gần đây như là Canon EOS R, R5, R6 chẳng hạn, đều vẫn sử dụng chiếc pin này. Nên là khi mà dùng trên chiếc 60D này, anh em hoàn toàn không phải lo về thời lượng sử dụng. Mình có thể với một cục pin này mình sạc đầy, mình có thể dùng nguyên một ngày mà không cần phải sạc lại luôn. Rất là tiện. Mình có thể mình dùng khoảng từ 1 đến 2 viên pin là mình có thể yên tâm mình đi cả ngày, mình chụp bét tè là nhè luôn, không phải lo bị hết pin. Và một cái điểm thứ ba mình rất thích trên chiếc 60D này đó là cái chất lượng hình ảnh của chiếc máy này nó vẫn được hưởng thoảng huyền thoại. Chiếc máy này mình gọi là mình kể qua một số những cái giai thoại về chiếc 60D này cho anh em hiểu nha. Có rất nhiều anh em khi mà dùng cái dòng 60D này mà chụp chân dung ấy, nhiều khi về nhà trả ảnh thậm chí còn rất là lười, họ không cần phải hậu kỳ tí nào, họ không cần phải gọi là dùng Lightroom hay là Capture One hay gì cả để chỉnh lại ảnh tí nào luôn. Nhiều khi là chụp ảnh qua cái máy này xong về gọi là chỉnh sáng một tí xong giả mẫu luôn, mà mẫu nhìn ảnh còn cảm thấy rất là thích luôn ấy, sẵn sàng gọi là trả công trả phí các thứ để mà nhận được cái ảnh ăn liền của chiếc 60D này. Một câu chuyện hơi vui để kể cho anh em biết thôi, tuy nhiên để anh có thể hình dung được ra là cái chất ảnh của chiếc 60D này nó tốt như thế nào, thậm chí là ngay tại thời điểm năm 2022 này ấy, với những anh em nào mà mới chơi mà cái kinh hậu kỳ nó chưa tốt ấy, thì mình khuyên là nên chọn những cái dòng máy như chiếc 60D này để cho anh em gọi là mình, mặc dù mình chưa có cái trình hậu kỳ nó tốt ấy, vẫn có thể chụp được những bức ảnh rất là đẹp để mình có thể mình gửi tặng người thương, người yêu, hoặc là gửi tặng các thành viên trong gia đình, gửi tặng bạn bè mà vẫn cho cái màu ảnh mà rất là hài lòng luôn. Thì đấy là một số cái điểm mình rất là thích trên 60D. Tuy nhiên nó có những điểm gì mà có thể anh em cần phải lưu ý, cần phải cân nhắc mà có thể sẽ với những cái nhu cầu của số anh em có thể sẽ không phù hợp.
Đầu tiên chiếc 60D này, nó là một cái dòng máy nó mang cái công nghệ lấy nét nó khá là cũ. Cụ thể thì gần như khi mà mình trải nghiệm mình sử dụng qua cái màn hình xoay lật ấy, nếu như mà mình muốn lấy nét những cái mục tiêu, những cái chuyển động nhanh ấy thì gần như là không thể luôn. Bắt buộc là mình khi mà mình dùng cái màn hình xoay lật ấy, anh em phải chụp cái mục tiêu nó đang đứng yên, đang đứng tĩnh thì mình mới có thể chụp được. Còn nếu không ấy, nếu như mà mục tiêu chỉ là nó di chuyển hơi nhanh một tí thôi thì gần như cái tỷ lệ bắt led qua cái màn hình xoay lật ấy gần như là 0%. Đấy là một điều anh cần phải lưu ý, là nếu mình chụp cái mục tiêu mà kiểu thể thao hoặc là chụp trẻ con hay di chuyển này, chụp động vật, chụp xe cộ ấy, cái dòng 60D này nếu anh em mà muốn dùng qua cái màn hình xoay lật ấy là một điều anh cần phải cân nhắc. Và một điểm thứ hai, có thể gọi là nó hơi bé bé một tí thôi, tuy nhiên cũng là một điều anh em cần phải lưu ý, đó là chiếc 60D này nó hỗ trợ quay video không được tốt cho lắm. Nó vẫn có tính năng quay video Full HD, tuy nhiên thì những cái khả năng lấy nét các thứ hỗ trợ ấy nó gần như rất là tệ. Và nếu như mà mình tìm chiếc máy mà còn cần cân nhắc cả cái tính năng quay video ấy thì mình nghĩ là sẽ có những dòng máy có cùng cái tầm giá như chiếc 60D này, như là chiếc 700D, 750D, nhưng nó sẽ hỗ trợ việc quay video nó tốt hơn cho anh em. Đấy là một điều mà anh em cũng cần phải cân nhắc cái nhu cầu của mình đang muốn là gì. Về cái dòng 60D này, như anh em có thể biết là chiếc 60D này nếu mình chụp những cái mục tiêu tĩnh thì rất tuyệt vời. Tuy nhiên nếu như chụp những cái mục tiêu động ấy, chụp di chuyển nhanh ấy thì cái khả năng lấy nét bắt nét nó không được tốt. Vậy thì cùng với mức giá này có lựa chọn nào sẽ giúp cho anh em, ví dụ mình chụp bắt khoảnh khắc này, mình chụp thể thao, chụp cái mục tiêu nó di chuyển nhanh, nó tốt hơn chiếc 60D này không, thì mình xin giới thiệu để cho anh em. Có thể nói là cùng mức giá, cùng phân khúc nhưng lại là một chiếc máy nó tối ưu hơn cho việc chụp khoảnh khắc, chụp thể thao. Đây chính là chiếc Canon 7D. Chiếc Canon 7D này thì mình cũng đã có một số video mình gọi là chia sẻ đến anh em những cái tính năng nổi bật của chiếc máy này rồi. Tuy nhiên thì trong video này mình cũng sẽ nhắc lại cho anh em một chút để mình có thể mình tìm hiểu thêm. Thì đây là một chiếc máy mà trước đây đã từng thuộc phân khúc chuyên nghiệp của Canon. Mình sẽ nhắc lại là chuyên nghiệp nhá, không phải là nghiệp dư, không phải là bán chuyên hay gì cả. Đây là một chiếc máy được đánh giá ngang hàng với cái dòng máy cực kỳ cao cấp tại thời điểm ra mắt, như là 5D3, 5D2 hay là các dòng 6D các thứ. Tức là khi mà mình dùng chiếc máy này ấy, mình có thể yên tâm một việc, đây là một con máy có chất lượng cực kỳ cao luôn, cả về cái hiệu năng lẫn về cái thiết kế, những cái vật liệu được sử dụng. Thì đây là một con máy mà được làm từ vỏ full hợp kim magie rất là cứng cáp, nên với anh em nào mà mình ví dụ mình đi chơi, mình đi du lịch ấy, mà mình có một cái sở thích, mình thích kiểu gọi là mạo hiểm một chút này, phiêu lưu một chút này, mình gọi là lên rừng xuống bể, mình leo núi, mình leo trèo, mình lội suối lội sông, mà mình sợ một cái con máy mà đi theo mình ấy mà nó không được bền bỉ cho lắm ấy, kiểu gọi là hơi va chạm một tí mà đã bị hỏng ấy, thì mình xin thưa với anh em khi mà dùng dòng 7D này hoàn toàn phải lo cái vấn đề này luôn. Đây là một cái dòng máy cực kỳ bền bỉ luôn. Có một số cái video ở trên mạng mà nếu anh em chịu khó tìm kiếm ấy thì sẽ có một số ông nước ngoài, các ông ý đã từng test cái độ bền bỉ của chiếc 7D này rồi. Nói thì gọi là nghe hơi kinh khủng, nhưng mà mình xin thưa với anh em đó là nếu như mà mình dùng cái máy này mà chẳng may mà bị ô tô nó cán ấy thì mình còn thậm chí không phải lo vấn đề là chiếc máy này nó bị móp luôn ấy, cực kỳ bền luôn. Một cái máy mà nó bền chắc, nó cứng cáp như một cái xe tăng, rất là cứng cáp. Và nếu như mà anh em nào mà kiểu như là vừa thích chụp ảnh lại vừa thích leo trèo thì có lẽ rất thích chiếc máy này luôn. Một cái điểm thứ hai mình rất thích trên chiếc 7D này đó là nó sẽ cho anh em được một cái khả năng lấy nét, một cái khả năng chụp liên tục nó quá mức so với cái giá thành của chiếc máy này, tức là nó quá tốt luôn ấy. Mình có một cái bài trải nghiệm trong công viên Thống Nhất mà mình sử dụng cái khả năng lấy nét liên tục và chụp liên tục của chiếc máy này để mình bắt những cái mục tiêu di chuyển đang đi chạy bộ, đang đi chơi thể thao ấy. Và mình cảm giác là gần như khi mà mình dùng cái dòng 7D này mình chụp ấy, gần như không có tỷ lệ trượt nét, rất là tuyệt vời. Thậm chí là nếu như anh em nào mà thậm chí có cái nhu cầu nó chụp gọi là thể thao nó hơi chuyên nghiệp một tí ấy, để mình đưa thông tin, mình đưa báo ấy, thì dùng dòng 7D này hoàn toàn ok luôn, không phải lo cái vấn đề gọi là máy nó lấy nét không đủ nhanh hay là bị trượt mất những cái khoảnh khắc của anh em. Và một cái điểm thứ ba mình rất thích đó là trên cái dòng máy này nó mang cái giao diện nó có thể nói là rất giống cái dòng máy chuyên nghiệp. Với những anh em nào mà muốn trải nghiệm dòng máy cao cấp của Canon tuy nhiên lại không có nhiều kinh phí ấy, thì hoàn toàn mình có thể chọn một chiếc 7D này để mình có thể một cái trải nghiệm rất là tốt, và mình gọi là mình muốn cảm giác được những cái dòng máy cao cấp của Canon nó có cái giao diện, có cách để sử dụng nó tương tự như cái dòng 7D này sẽ như thế nào. Mình dùng nó cảm thấy cái thao tác mình rất là nhanh. Và với những anh em nào mà có cái định hướng mà muốn lên chuyên nghiệp hơn một tí ấy, thì hoàn toàn có thể dùng dòng 7D này để mình chỉ cầy cái job nhẹ, mình đi chụp sự kiện, mình đi chụp phóng sự và mình đi chụp bắt khoảnh khắc, đi chụp ảnh báo ấy, thì dùng 7D này vẫn ok luôn anh em ạ. Một cái dòng máy mà mình cũng rất là thích, một cái dòng máy mà mình nghĩ là với những anh em nào mà có tầm kinh phí khoảng dưới 10 triệu cũng nên đầu tư một chiếc 7D này để cho được cái trải nghiệm rất là cao cấp luôn. Thì cái dòng máy này nó sẽ có những điểm gì mà anh em cần lưu ý? Thì cũng tương tự như chiếc 60D, dòng 7D này thì nó cũng không hỗ trợ tốt cho việc quay video cho lắm. Nên với những anh em nào mà
cần một chiếc máy hỗ trợ quay thật là tốt ấy, thì mình nghĩ là nên cân nhắc việc lựa chọn chiếc 6, chiếc 7D này. Và một cái điểm thứ hai, có thể đối với một số anh em mà đang cần tìm một chiếc máy nhỏ gọn dễ mang vác ấy, thì có thể chiếc 7D này sẽ hơi to hơn so với cái nhu cầu của anh em. Mình cũng là một người có một cái khổ tay khá là to, nhưng mà mình cầm chiếc 7D trên tay này, mình có thể cảm thấy, anh em có thể nhìn thấy này, nó là một chiếc máy cũng khá là to, khá là nặng. Và nếu như mà mình muốn gọi là mình cầm chiếc máy mình đi cả ngày mình chụp ảnh ấy, thì mình có thể mình phải có thêm hoặc là một cái dây đeo, hoặc là mình có thể phải có thêm một cái túi máy ảnh để mình đeo theo người ấy. Chứ việc cầm chiếc máy này mà cầm trên tay cả ngày mà mình đi di chuyển, mình đi chơi ấy, thì mình nghĩ là hơi khó, bởi vì nó khá là nặng nha. Thế thì đấy là hai dòng máy mà có cái mức kinh phí, mức giá thành nó loanh quanh vào khoảng từ 10 triệu đổ xuống. Và với những anh em nào mà có kinh phí thấp ấy, những anh em học sinh sinh viên mà muốn tìm một chiếc máy tốt để mình có thể khởi đầu cái việc gọi là mình đam mê nhiếp ảnh trong mùa hè này, có thể mình tìm hiểu, mình lựa chọn. Vậy thì với cái tầm kinh phí mà nó cao hơn một chút, loanh quanh khoảng từ 15 triệu đổ xuống ấy, thì với những anh em nào mà muốn tìm chiếc máy này nó vừa nhỏ gọn này, vừa có công nghệ hiện đại hơn này, vừa hỗ trợ việc cả quay và chụp đều thật là tốt ấy, để mình có thể trong mùa hè này mình có thể thực hiện cái dự định của mình, thì anh em có thể lựa chọn chiếc Canon 800D. Đây là một dòng máy có thể nói là nó đời mới hơn rất là nhiều so với hai dòng 60D và 7D này, và nó được trang bị cái công nghệ có thể nói cũng thuộc hàng khá là mới đến từ Canon. Cụ thể trên chiếc máy này, nó sẽ cho anh em một cái màn hình xoay lật cảm ứng rất là tiện này. Mình có thể mình quay chụp, mình dùng cái màn hình này, mình có cho mình cái thao tác nó gần giống với chiếc 60D, thậm chí còn tốt hơn cơ, bởi vì trên cái màn hình này ấy, nó được trang bị một cái thao tác cảm ứng nó rất là mượt mà, và những anh em nào mà mới chơi ấy sẽ rất thích cái màn hình này luôn. Một cái điểm thứ hai đó là cái dòng máy Canon 800D này nó nhỏ hơn các dòng 60D và 7D rất là nhiều. Mình cầm chiếc 800D trên tay, mình cảm giác chiếc máy này có lẽ là nó không nặng đến nổi 1kg đâu anh em ạ. Rất là nhẹ luôn, cầm trên tay mình nhẹ như không. Và với việc mình đi chơi, mình đi du lịch cả ngày ấy, mà mình cầm chiếc máy này mình sẽ cho một cái cảm giác sử dụng rất là sướng, rất thoải mái, không bị cấn mỏi tí nào. Và mình ví dụ mình có thêm cái dây đeo mình đeo ở cổ ấy, thì có thể mình đi cả ngày luôn để đeo ở cổ mình không thấy mỏi. Rất là tiện. Và một cái điểm thứ ba mình rất thích cái chiếc 800D này, đó là chiếc máy này nó hỗ trợ cho việc cả chụp cả quay được rất tốt. Nó mang cái cảm biến cỡ APS-C crop đời khá là mới, cho cái độ phân giải là 24 megapixel, cho chất lượng ảnh nó rất là chi tiết và sắc nét này. Kèm với đó là hỗ trợ khả năng quay video Full HD lên đến 60fps, có hỗ trợ chống rung điện tử trong máy. Tức là với những anh em nào mà đang cần tìm một cái dòng máy nó quay vlog này, làm video ngắn này, làm kênh những thứ ấy, mà mình ví dụ mình chọn dòng 800D này cũng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của anh em. Với những ai có nhu cầu ví dụ mà nó bình thường thôi, ví dụ là đi chơi, đi du lịch, chụp ảnh bạn bè, người thân trong gia đình, người yêu, người thương ấy, thì mình nghĩ là chiếc 800D nó hoàn toàn đáp ứng được gần như là mọi cái nhu cầu của anh em. Miễn là mình không làm nghề quá chuyên nghiệp, miễn là mình không làm những cái tác vụ nó yêu cầu cái hiệu năng nó quá cao hay là độ bền bỉ phải là tốt ấy, thì chiếc 800D này nó hoàn toàn đáp ứng tốt cái nhu cầu của anh em. Vậy thì có một số điểm gì cần lưu ý trước 800D này. Đầu tiên, nó mang cho mình cái cục pin, đó là cục pin LPE17. Cái cục pin này thì nó có hiệu năng nó thấp hơn, nó loanh quanh khoảng một nửa so với cái dòng LPE6 được dùng trên chiếc Canon 60D và Canon 7D. Nên với những anh em nào mà dùng cái dòng 800D đấy, thì mình khuyên là nên lấy thêm cho mình khoảng từ 2 đến 3 viên pin để có thể mình dùng, có thể mình thoải mái mình dùng cả ngày, không cần phải thay, không cần phải sạc pin, phải bị gián đoạn. Và một cái điểm thứ hai mình nghĩ là anh em cũng cần lưu ý, đó là chiếc 800D này mặc dù nó đời nó mới hơn này, nó mang công nghệ hiện đại hơn, tuy nhiên cái độ bền bỉ của nó thì như mình có thể thấy này, cái dòng máy này nó được làm cái vỏ làm từ nhựa, nó không phải là vỏ hợp kim hay là vỏ polycarbon cao cấp như là trên chiếc 7D hay chiếc 60D. Nên với việc mà anh em ví dụ mình đi chơi, mình đi di chuyển ấy, mình nên lưu ý là mình bảo quản chiếc máy này tốt hơn một chút, mình kỹ hơn một chút để tránh cái việc mà bị va đập, mình bị gọi là va quyệt vào chiếc máy này thì nó có thể bị dẫn đến việc bị cấn vỡ hay là bị để lại những vết xước, vết chóc sơn, nó sẽ bị mất thẩm mỹ chiếc máy. Đấy là một điều mình cần cân nhắc. Thì ngoài ra nếu như mà anh em nào mà còn quan tâm thêm những cái dòng máy để phụ cái nhu cầu khác nhau ấy, thì anh em cũng có thể để lại bình luận dưới phần comment để chúng mình sẽ giúp anh em có thể giải đáp được những cái trong những cái nhu cầu của anh em sẽ có dòng máy nào nó phù hợp, những cái dòng máy nào nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái nhu cầu của anh em nha. Thì đấy là những cái dòng máy mà với những bạn, những anh em mà đang có kinh phí nó chưa thực sự gọi là nhiều ấy, mà mình có thể mình muốn đầu tư một chiếc máy tốt trong mùa hè này để mình đi chơi, đi du lịch, mình đi chụp ảnh người thân, chụp ảnh lưu niệm, chụp ảnh bạn bè, người thương ấy, thì mình hoàn toàn có thể chọn một trong ba dòng máy này. Đây là những dòng máy mà mặc dù đã có mặt trên thị trường một thời gian nhưng mà đã được rất là nhiều người sử dụng và rất là hài lòng với kết quả mà những dòng máy này mang lại.
Thì nếu anh em nào mà cảm thấy những video này hữu ích ấy, thì đừng quên để lại một like và đăng ký để Máy Ảnh Cũ Hà Nội chúng mình sẽ ra thêm những cái video giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho anh em thêm những dòng máy nó tốt hơn nữa, nó chất lượng hơn nữa nha. Ok, nếu anh nào mà quan tâm đến chi tiết của một trong ba dòng máy này thì hãy comment dưới phần bình luận hoặc là truy cập vào đường link trong phần mô tả để đến với fanpage của Máy Ảnh Cũ Hà Nội chúng mình để chúng mình sẽ hỗ trợ anh em lựa chọn dòng máy tốt nhất nha. Ok, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Mình là Hoàng Sơn.